căn bậc 3 của x bằng 1 phần 2 căn bậc 2 của x. Ta có công thức số mũ cơ bản, ta có căn bậc a, căn bậc n của a chính là bằng a mũ 1 trên n. Hay phương trình trên sẽ tương đương cho x mũ 1 phần 3 sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho x mũ 1 phần 2. Hay ta sẽ tương đương cho x mũ 1 phần 3 tất cả mũ 6 sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho x mũ 1 phần 2 tất cả mũ 6. Hay ta sẽ tương đương cho 6 chia 2, 6 chia 3 chỉ bằng x bình sẽ bằng 2 mũ 6 chỉ bằng 1 trên 64 nhân cho x mũ 3. Hay ta sẽ tương đương cho x bình trừ cho x mũ 3 sẽ bằng 0. Hay ta sẽ tương đương cho x bình làm thừa số chung 64 trừ x sẽ bằng 0. Này. Hay ta sẽ suy ra hoặc là x sẽ bằng 0 hoặc là 64 trừ x sẽ bằng 0. Hay ta suy ra x sẽ bằng 64. Hay phương trình có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 64.